thử nghiệm ở Anh, tốc độ gấp 10 lần 4G. Nhà mạng nhà mạng EE của Anh vừa khai trương mạng di động 5G đầu tiên tại quốc gia này. Vùng phủ của 5G tại Anh sẽ gói gọn trong một số khu vực tại các thành phố lớn như London, Edinburgh, Cardiff, Belfast, Birmingham và Manchester, với vùng phủ sóng khá hạn chế. EE đang tập trung vào những khu vực có đông khách du lịch. Theo The Web, dù mới chỉ là thử nghiệm bước đầu, tốc độ trung bình mà kết nối 5G mang lại nhanh gấp 10 lần so với công nghệ 4G. Thử nghiệm cho thấy tốc độ trung bình của kết nối 5G tại Anh là 200 Mbps, con số này chỉ là 25 Mbps với kết nối 4G ở cùng một vị trí tương tự. Tốc độ cao nhất mà Speedtest ghi nhận trong quá trình dùng thử dịch vụ 5G tại Anh là 980 Mbps. Nếu như 200 Mbps là tốc độ trung bình ngoài trời của kết nối 5G tại Anh, khi vào trong nhà, tốc độ giảm xuống còn khoảng 60 Mbps. Điểm yếu của công nghệ 5G khi thử nghiệm tại Anh là tốc độ đường lên vẫn còn hạn chế. Tốc độ đường lên của 5G tại Anh hiện là 33 Mbps, chỉ tương đương với tốc độ 4G. Trong khi đó, nhà mạng EE từng hứa hẹn tốc độ tải lên của 5G sẽ được duy trì trong khoảng từ 100-150 Mbps. Lợi ích thiết thực nhất trong ngày đầu mạng 5G hoạt động tại Anh là người dùng có thể xem những đoạn video clip với độ phân giải 1440p HDR. Trong tương lai, việc triển khai 5G sẽ thúc đẩy sự phát triển của các nền tảng truyền hình trực tuyến game trực tuyến và cả các trò chơi sử dụng công nghệ thực tế AOI tăng cường, lợi ích thiết thực nhất của công nghệ này là giúp tất cả mọi đồ vật quanh chúng ta đều có khả năng kết nối internet. 5G được phủ sóng tại Anh ở tần số 6GHz, điều này có lợi cho diện tích vùng phủ nhưng lại không thể hiện được hết khả năng của công nghệ kết nối 5G. Tần số cao hơn giúp mang tới băng thông lớn hơn, tuy vậy vùng phủ sóng cũng vì thế mà trở nên bé lại. Một thách thức khác đối với mạng 5G tại Anh là giá bán của dịch vụ này. Theo đó, giá 5G của EE sẽ bắt đầu với mức tối thiếu là 68 đô la Mỹ, 1,6 triệu đồng trên tháng với 10GB dữ liệu. Mức cước này tăng lên 93 đô la Mỹ, 2,2 triệu đồng trên tháng cho gói dữ liệu 120GB. Theo The Web, gói dữ liệu 120GB tưởng là nhiều nhưng thực tế có thể dùng hết chỉ trong vài phút nhờ khả năng kết nối với tốc độ rất nhanh của công nghệ 5G. Tuấn Nghĩa, theo The Web,